Sau rằm tháng 12 âm lịch, 4 tuổi này chúng số đổi đời, tiền nhét chật kép, tiêu bảy đời không hết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn trong cái ngày sau rằm tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Như vậy là chúng ta đã sắp đi hết cái vận trình của năm 2023 năm Quý Mão có thể nói cái thời gian vừa qua thật sự là vất vả, thật sự là gian nan vì ảnh hưởng của cái nền kinh tế và càng đen đủi hơn bởi những cái sự tham lam của một số người. Tình hình kinh tế nó càng trở nên khủng hoảng hơn nữa. Nhìn chung ấy, trong cái thời gian hiện nay thì hầu như mọi người đều rất khó khăn. Đấy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học. Đấy. Thì các chuyên gia lại cho rằng trong cái khoảng thời gian sau rằm tháng 12 âm lịch tới đây ấy thì chúng ta sẽ có bốn con giáp được thần tài chiếu cố đặc biệt. Mọi đen đuổi, xui xẻo, nghèo khó đều bị tan biến hết. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về những con giáp may mắn này, những con giáp đổi vận giàu sang, tiền bạc dùng dính, thậm chí có cơ hội trở thành đại gia, tiền tiêu bảy đời không hết, ăn Tết cực giàu. Trong cái thời gian sau rằm tháng 12 lịch, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi À thưa quý vị, à, trước khi đi vào phần luận giải chi tiết thì quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình cũng như là để để gì? Cập nhật những cái thông tin mới nhất về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. À quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên chúng ta phải kể đến cái dịp sau rằm tháng 12 âm lịch năm 2023 nó quý mão Không ai khác thì đó chính là những người tuổi Tý À, kính thưa quý vị nói chung ấy trong cái thời gian sau rằm tháng 12 hai lịch do được cục diện quý nhân nó tương trợ nó giúp đỡ nên cái chuyện làm ăn cái chuyện kinh doanh cái sự nghiệp của những người tuổi tý nói chung ấy khá là thuận lợi có sự thăng tiến một cách rõ rệt nhiều cái cơ hội thăng chức tăng lương sẽ đến với những người tuổi tý trong thời gian này thêm nữa bản mệnh lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ được thần tài ở bên cạnh hỗ trợ Chuyện làm ăn dù khó khăn bước đầu ấy, nhưng mà về sau sẽ đạt được những kết quả vô cùng thuận lợi. Cái sự thăng tiến không ngừng có thể được cất nhắc lên cái vị trí công việc tốt hơn hoặc là làm quản lý, làm lãnh đạo. Ví như một cái tay cầm con dấu, một tay là lĩnh chức quan thời xưa. Trong thời gian này ấy, thì những người tuổi Tý nói chung ấy, cũng được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Do ăn ở Phúc Đức nó họ lại còn được gì? Được thần Phật che chở độ mạng. Nên là nó cũng sẽ rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp và cái tài vận của những người tuổi Tý trong thời gian này. À, nói chung ấy được quý nhân tương trợ giúp đỡ nó cũng tạo ra cái động lực cho những người tuổi Tý nỗ lực không ngừng nghỉ. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái tham vọng thôi thúc bản thân hành động không ngừng nghỉ để đạt được những cái mục tiêu đã đề ra. À, theo đó trong cái thời gian sau rằm tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Tý cũng cứ tha hồ một tỏa sáng thể hiện cái tài năng cũng như là khẳng định cái cá tính, cái tôi bản lĩnh và hăng hái của mình. Nói chung ấy, những người tuổi Tý đã có cái số vượng tài lại thêm được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái tài vận nó khá là tốt. À, trong cuộc sống sẽ xuất hiện vô số cái cơ hội phát tài bất ngờ. Vậy nên những người tuổi Tý cứ yên tâm là sau rằm quý vị sẽ thấy cái sự biến đổi rõ rệt. Đấy. À, bên cạnh đó thì trong năm 2024 nó giáp thìn sắp tới đây ý, thì những người tuổi tý cũng được gì được may mắn là được tam hợp với thái tuế và đến cái thời điểm cuối năm 2023 đặc biệt là thời gian từ sau giảm trở đi thì do là tháng tháng 12 nó là tháng gì tháng ất sửu đúng không ạ lại được cục diện là tý sửu nhị hợp được nguyệt lệnh nó ủng hộ vậy nên là công việc của những người tuổi tý lại có nhiều cái đột phá từ đó nó thúc đẩy cái tài vận lại gia tăng chỉ cần quý vị làm ăn chăm chỉ đấy thì sẽ không lo thiếu cái tiền tiêu. À, muốn có tài chính một cách bất ngờ thì những người tuổi tí có thể thử sức ở một số cái lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản vân vân. Có điều ấy, trước khi làm bất cứ cái việc gì thì quý vị hãy nghiên cứu một cách kỹ càng về thị trường và kiểm soát thật tốt cái cảm xúc của mình. Có như thế thì mới tránh được cái thiệt hại về tiền của. À, tuy nhiên ấy, trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 này chị thì quý vị cũng hết sức lưu ý hành sự càng khiêm tốn đấy, cần phải có sự khiêm tốn tránh cái sự khoe khoang tự tin thái quá kéo lại rước lấy cái họa vào thân à, cái họa thị phi tiểu nhân nó bổ vây chính là cái rào cản khiến cho con đường thăng tiến của những người tuổi tý đôi khi nó cũng gặp nhiều cái trắc trở bất lợi và tốn nhiều cái công sức tốn nhiều cái tiền của cho cái lĩnh vực này vậy nên để mang lại cái may mắn và hóa giải cái hạn tiểu nhân đấy trong năm quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh ngũ thân. Khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ồn ùn kéo đến. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tí. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái tháng 12 âm lịch ấy thì những người tuổi tí được cục diện là lục hợp đúng không ạ? Và cái thời điểm sau rằm thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tý tiến triển khá là tốt. Những người độc thân thì có số đào hoa, có thể tìm được những người bạn đời của mình một cách là đầy bất ngờ. Chỉ cần các bạn chăm chút cho cái vẻ bề ngoài cũng như là tự tin với chính cái phiên bản hiện tại thì chắc chắn các bạn có thể tìm được cái người đầu ấp tay gối. Thêm nữa, với những người tuổi Tý mà đã lập gia đình rồi, đã kết hôn Thì cái mối quan hệ tình cảm vợ chồng nó cũng được hòa hợp, êm ấm và hạnh phúc đó. Vì vậy quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân, giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão. Tiếp theo chúng ta xét cái con giáp may mắn thứ hai đó là những người tuổi tỵ. À, kính thưa quý vị, những người tuổi tỵ trong thời gian này thì lại nói chung là trong tháng 12 thì được cục diện là tỵ dậu sửu là tam hợp. Đó. Cái cục diện tam hợp nó che chở, nó sẽ giúp cho những người tuổi tỵ đón nhiều tin vui và trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch năm 2023. Đó. À, công danh sự nghiệp thì ở cái thời điểm này cũng không có điểm gì phải chia trách khi mà các bạn vẫn đang làm rất tốt những cái trọng trách mà mình được giao. À, không những vậy, những người tuổi tuổi tỵ thì còn có sự chủ động trong việc là phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao cái hiệu suất chung à, tuy nhiên các bạn vẫn cần phải kiểm soát bản thân thật tốt hơn ấy, chứ đừng có hoang hoang hay là khoe mẽ các bạn càng khiêm tốn thì cái tài năng của các bạn càng được hiển lộ rõ ràng mọi người lại càng ngưỡng mộ các bạn nhiều hơn đối với các tình huống bất ngờ nó ập đến thì các bạn cũng hành xử một cách là linh hoạt hợp tình hợp lý và giữ được cái thành công lâu dài Thêm nữa, cái thời điểm sau rằm lại được cái cục diện ngũ hành tương sinh nên nó cũng sẽ giúp cho nhân duyên của những người tuổi tỵ nói chung ấy là nở rộ không ngừng. À, nếu là những người đã có đôi có cặp, cái mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy cũng đang trong cái giai đoạn là thăng hoa đẹp đẽ nhất, tình yêu ngọt ngào và vô cùng là lãng mạn. Hơn nữa, đôi bên thì luôn biết cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Vì vậy mà cái tình cảm nó ngày càng được cái gắn kết bền chặt hơn và để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ hai À, tiếp theo, cái thời điểm sau rằm tháng 12 m. lịch ấy, con giáp thứ ba mà chúng ta phải kể đến không ai khác đó chính là những người tuổi dậu. À, kính thưa quý vị, những người tuổi dậu luôn cảm thấy là tràn đầy cái năng lượng vào cái thời điểm sau rằm tháng tháng 12 âm lịch. À, bên cạnh đó, trong tháng ấy, thì lại được cục diện tam hợp là tỵ dậu sửu nó hỗ trợ, nó nâng đỡ. Nhờ vậy mà những người tuổi dậu lại có thêm phần tự tin và quyết đoán để thực hiện những cái mục tiêu, những cái công việc mà mình đã đề ra. Mọi việc qua tay những người tuổi dậu thì đều được sắp xếp một cách ổn thỏa, đâu vào đó. Thậm chí các bạn còn nhận được những lời khen từ đồng nghiệp hoặc là từ cấp trên với cái sự tận tâm và tận sức của mình. Nói chung ấy, sau rằm tháng 12 âm lịch thì nó sẽ còn đưa đến cho những người tuổi dậu cái vận may về tiền bạc đến một cách bất ngờ. Lợi nhuận đến từ nhiều nguồn sẽ giúp cho cái túi tiền của những người tuổi dậu thêm phần dùng dính nhưng thay vì nghĩ đến cái chuyện là mua sắm thì các bạn nên nghĩ đến cái chuyện là trả nợ thanh toán trước đó có thể là những người tuổi dậu sẽ trả sạch nợ nần trong cái thời gian này à, bên cạnh đó thì những người làm công ăn lương cũng sẽ được chính quan nâng đỡ à, có thể được đề bạt cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn đấy à, nhờ vào cái sự thay đổi tư duy cũng như vừa nhờ vào cái phong thái làm việc tích cực của mình À, những người kinh doanh buôn bán thì sẽ chiếm lĩnh được thị trường, thu về không ít cái lợi nhuận. Đấy, Rồi, trong cái thời gian sắp tới đây, do là gì? Cái nhu cầu mua sắm của thị trường trong thời gian này cực kỳ cao, cho họ chuẩn bị sắm Tết đúng không ạ? Nên là cái nhu cầu mua sắm rất là cao. Quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để mở rộng cái quy mô kinh doanh, mở rộng cái quy mô sản xuất để tăng thêm cái tài lộc, tăng thêm cái tiền bạc cho mình trong dịp tết này. À, thưa quý vị, nói chung ấy. Cái thời điểm sắp gian này lại được chính tài nó hỗ trợ. Vậy nên những người tuổi dậu ấy nói chung ấy không phải quá lo lắng về cái chuyện tiền bạc. À thách thức và cơ hội luôn song hành, những người tuổi dậu vẫn thu về những khoản lợi nhuận cực nhiều. Có điều là cái tài tinh này nó chủ yếu cho hỗ trợ cho cái công việc của những người tuổi dậu ấy. Quý vị nên hạn chế đầu tư một cách mù quáng hay là cho vay nặng lãi. À, bởi vì cái vận khí của những cái đó nó cũng chưa thực sự là tốt lắm. À trong thời gian này thì những người làm công ăn lương thu nhập sẽ ổn định hơn vì vậy mà có thể thoải mái tiền để tiêu sắm tết nó cũng khá là dư giả và cái dấu hiệu tăng lương tăng thưởng đấy trong thời gian này cũng có những cái sự đột phá nhất định bên cạnh đó những người làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, thì có khởi sắc ngay từ thời điểm sau rằng. đó khi mà cái nhu cầu thị trường nó đang tăng cao nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm đến cây cảnh hoa lá trang trí và cái đổ tết ấy, thì nó tăng cực mạnh lại thêm được ngũ hành nữa tương sinh nó ủng hộ nó giúp nuôi dưỡng tình yêu lứa đôi của những người tuổi dậu cả hai luôn tâm đầu ý hợp không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì và muốn gì cái điều quan trọng ấy là hai bạn luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên không có bất kỳ một cái mâu thuẫn nào nó chen ngang vào giữa hai người trong cái thời gian sau rằm tháng 12 âm lịch vì thế để bảo vệ hạnh phúc của gia đình và để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm tài lộc thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hậu thân à, vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị những người tuổi thân trong thời gian này sẽ duy trì được cái sự tập trung cao độ cần có cho công việc nhờ vậy mà các bạn sẽ có một cái ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng mà vẫn gặt hái được những thành quả tốt đẹp sự nghiệp thì đang tiến triển khá là ổn định đôi khi các bạn còn có suy nghĩ muốn làm mới bản thân hay là thử thách mình ở những cái lĩnh vực mới à, nhưng mà quý vị cũng cần phải tính toán thật cẩn trọng trước khi đưa ra cái quyết định Nói chung ấy, trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 này lịch ý, thì cái tài lộc của những người tuổi, những người tuổi thân ấy nó cũng được vượng vận. Đấy, nhiều cái nguồn thu chính và nguồn thu phụ nó cũng gia tăng. Những người làm công ăn lương thì hầu như là sẽ gặp được rất nhiều cái may mắn trong công việc, được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Đấy. Còn những người kinh doanh buôn bán thì lại gặp được đúng cái dịp phất lên như diều gặp gió ở trong cái thời điểm cuối năm này đó vậy nên là gì quý vị có thể là mở rộng cái dự án hoặc là mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình nhập thêm hàng hóa để gì tăng cường cái may mắn tài lộc cho mình à, thêm nữa trong thời gian này những người tuổi thân lại được cục diện ngũ hành nó ủng hộ nên là nó mang tới cái mối nhân duyên tốt đẹp cho những người tuổi thân và trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch ấy là cái cơ hội tốt để cho những cái mối quan hệ của các bạn tiến triển một bước xa hơn nữa Nói chung ấy, nếu các bạn đang còn độc thân thì trong cái thời điểm này à, sẽ có khả năng khởi đầu cho một cái mùa hoa nở rộ về tình duyên. Hứa hẹn một cái mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với những người tuổi thân. Vì thế để gia tăng cái nhân duyên cũng như là tăng cường cái tài lộc cái may mắn cho mình thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé đó là tuổi thân con giáp may mắn thứ tư tiếp theo sau giảm tháng 12 lịch con giáp may mắn thứ năm mà chúng ta không thể không kể đến đó chính là những người tuổi dần à, quý vị thân mến nói chung ấy trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 lịch thì những người tuổi dần được cát tinh nó nhập mệnh vậy nên ấy, những người tuổi dần sẽ có một cái thời điểm làm việc cực kỳ là hiệu quả, làm việc hết mình. Cái sự sáng tạo và cái sự nỗ lực của các bạn khiến cho công việc cực kỳ hiệu quả. Các bạn đưa ra được nhiều cái đóng góp, nhiều cái ý kiến hữu ích để cho cái tình hình chung, cùng tập thể có thể vượt qua các giai đoạn khó khăn trước mắt. À, công sức của các bạn là không hề nhỏ và chắc chắn ấy, cấp trên cũng nhìn rõ ràng, dành cho các bạn những cái đánh giá xứng đáng và những cái cơ hội tăng lương, thăng chức, tăng thưởng cũng được diễn ra trong thời điểm này. Thì ngoài ra ấy, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán cũng có những cái điều là thuận lợi đối với những người tuổi là tuổi dần trong thời gian này. Những người làm kinh doanh có thể nhân cái cơ hội này để phát triển cái quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng, mang tới cái nguồn tài lộc dồi dào trong cái dịp giáp Tết này. Khi mà có cơ hội thì quý vị cũng đừng nên chần chừ kẻo với đối thủ đoạt mất. À, tuy nhiên ấy, trong thời gian này thì lại gặp cục diện là ngũ hành nó xung khắc nên là ấy, những người tuổi dần có điểm báo không lành ở cái phương diện tình cảm nữa đôi à, đôi lứa thì có nhiều cái điều hậm hực với nhau nhưng không ai muốn nói cứ để cái mối quan hệ nó chìm vào cái chiến tranh lạnh à, trong khi đó những người độc thân thì cũng không có ý định mở lòng mình để theo đuổi ai và cũng không muốn đón nhận ai lúc này nên là tình hình cũng không mấy khả quan Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi dần ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ sáu may mắn trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi hợi à, quý vị thân mến những người tuổi hợi thì được, quý nhân tương trợ giúp đỡ Được cắt tinh nó chiếu mệnh, nó nâng đỡ Nên những người tuổi hợi gặp khá nhiều may mắn Trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 em lịch May mắn xua đi những cái xui rủi trước đó Những người tuổi hợi làm việc thì gì cũng sẽ hanh thông thuận lợi Công danh thì phát đạt cái Bản mệnh ngày càng khẳng định được cái vai trò nhất định của mình trong tập thể Cũng tích lũy được thêm cho bản thân mình không ít những kiến thức và cái kinh nghiệm quý giá từ thực tế Nói chung ấy, trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch thì tài lộc của những người tuổi hợi cũng khá là hưng vượng. Cái nguồn thu chính và cái nguồn thu phụ đều tăng là cái dấu hiệu cho thấy cái thu nhập của các bạn đang trong cái giai đoạn thu hoạch bội thu. Thì ngoài cái thu nhập từ công việc chính, những người tuổi hợi còn có nhiều cái thu nhập phụ khác. Nếu mà buôn bán kinh doanh ấy, thì còn có lời lãi hơn nhiều. Vừa tích lũy được một khoản lại vừa gì, ăn tiêu cũng không phải lo nghĩ nhiều. Đó. À, tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi hợi trong thời gian này thì cũng không được thuận lợi do chịu ảnh hưởng của cục diện là ngũ hành xung khắc. Những người có đôi có cặp thì dễ xảy ra những cái mâu thuẫn với nửa kia vì một trong hai không biết điểm dừng khi mà cạnh tranh với nhau. À, nếu mà không ai chịu nhường nhịn ấy thì cái mâu thuẫn có thể là đạt đến đỉnh điểm, cái mối quan hệ cũng rất dễ bị đổ vỡ. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn về tài lộc thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ mệnh hộ thân vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Và trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn tài lộc hanh thông. Đấy. Vận may nó cứ ùn ùn kéo đến, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tý, hai tuổi Tỵ, ba tuổi Dậu, bốn tuổi Thân, năm tuổi Dần và sáu là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Trong cái thời điểm sau rằm tháng 12 âm lịch năm 2023. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn